Mọi người hãy ấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem một con diều cả sáo các bạn. Con này thì nó rơi vào để mình đo. Con này chưa biết được. Cân tay mình nó rơi vào chẳng cho là 20 phân đi. Đo một bên xong cộng vào nhé. 2 30 à đâu 20 40 60 80 1 mét nó còn một mỏ quăng này nữa. Tầm bao nhiêu? 5 phân. 5 phân thì cứ cho 5 phân đi. 2m2, 2m1. Con đơn này nó rơi vào tầm bao nhiêu? Đoán tầm bao nhiêu? 50-60. Chắc nó phải rơi tầm 55 rồi, 60 cho to này, nhìn 60 rồi. Mình đã từng được nhìn những cái con D60 rồi các bạn. Con này kêu tốt. Con này kêu rất tốt các bạn. Đấy là cái đánh giá cá nhân của mình. Cái lớp sơn cũng rất là kỹ. Khung cũng sơn các bạn. Đại loại là con này thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở nhà Quỳnh các bạn. Con này thì chắc là nó thả nhiều anh mày nhỉ? Thả nhiều rồi phải không? Hả? Chơi cả gió to rồi cơ á? Chơi cả gió to rồi mà nhìn nó vẫn thế này á? Gió bắc chơi rồi. Khung tốt nhỉ? Đã chơi cả gió bắc rồi các bạn. Con này đã chơi cả gió bắc rồi. Thế thì có nghĩa là con này khung nó cũng không to đâu các bạn. Em ra đây cho anh em xem khung. Con này thì khung nó cũng bình thường thôi. Nếu mà bảo chơi cả gió bắc rồi, gió bắc như đợt vừa rồi nó giật diều mình còn cong đét, còn vẫy như con cò bé bé. Cái này chắc nó chỉ bằng cái ngón tay trỏ của mình thôi. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, chắc bằng ngón giữa các bạn. Khung sơn rất là kỹ luôn. Sơn đến từ cái khung cái luôn các bạn. Đại loại là sơn chống mối mọt, rồi sơn để cho khung nó bền hơn, rồi các thứ ấy các bạn hiểu không? Đấy. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở nhà Quỳnh. Quỳnh đang có ý định muốn bán con này các bạn ạ. Bạn đã chơi rồi, chơi chán rồi, làm xong chơi chán rồi, bây giờ đang có ý định bán cả diều cả sáo. Con này 2m1 cả diều cả sáo. Quỳnh nó đang bán với cái giá là 450 nhé các bạn nhé. Đang bán con này với cái giá là 450 cả diều cả sáo. Ok. Thì là vẫn là không ship các bạn. Con này vẫn là không ship. Anh em đến nhà lấy rồi. Để xem khung trên khung dưới nào. Khung trên khung dưới vẫn ok, đại loại là con này vẫn ok, chưa có cái độ cong ở giữa. Và cái tiếp theo mà mình vẫn thích trong những con diều Quỳnh làm là hai cái dái hồng các bạn. Hai cái dái hồng, thằng này làm diều chiên dái hồng. Một là đen, hai là cam đỏ. Đen thì ít lắm, cam thì ít, nhưng toàn hồng thôi. Anh mày Quỳnh anh nó bị BD không? Nó bị BD không mà sao nó làm diều toàn hồng ấy, khung hồng, xong dái cũng hồng ấy. Nó không sáo nó hồng nốt đi. Để mà mình đánh giá cái con diều này tí nữa thì mình phải đi đường mình test các bạn, không có gió chắc là tí nữa mình đi xe mình test con này. Nếu mà cầm được trên tay đi nữa thì phải nói là nó quá là dễ lên. Nèo con này để mình xem nó ăn nèo giữa hay nèo gì. Đại loại là bạn Quỳnh bạn đang muốn bán con này các bạn. Bán để chơi con khác. Con này ăn nèo không giữa các bạn. Cho anh em xem, nó gần giữa thôi, một tí. Tí thì tí tí, nó gần giữa thôi. Đấy. Đại loại là cũng không quan trọng, quan trọng là nó lên nó phải đỗ và nó phải đứng. Ăn nèo giữa mà không đỗ thì vứt. Để mà đánh giá về một cái con sáo đơn D55. Một con sáo đơn D55 và một cái diều 2m1. 2m1, 2m2 mà với cái giá 450 các bạn ạ. Với cái giá 450 thì mình cảm thấy nó quá là rẻ. Mình chơi diều thì mấy cái con như này đối với mình là quá là rẻ. Mình không làm nhưng mà mình toàn đi mua thôi. Mà mình thấy cái giá này nó quá là rẻ rồi, cả diều cả sáo. Ok các bạn, thì sau đó thì mình tí nữa mình sẽ đem đi test con này nhá. Đem con này đi test để xem nó có cái đáng cái giá như thế không nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem một con diều. Một con diều mà mình cũng có cái ý định làm từ lâu các bạn. Mình cũng có cái ý định làm từ lâu rồi. Nhưng mà tính ra mà làm xong mà không có áo ấy thì nó rất là phí. Nhưng mà có khả năng là cái ý định này mình nuôi đến bây giờ nó khá là lớn rồi. Chắc bây giờ mình phải thực hiện thôi. Đây là một cái con diều carbon các bạn ạ. Carbon đấy, không phải tre đâu. Em ra đây em soi cho các bạn xem. Cái này là carbon đấy, carbon xoắn luôn nha các bạn nhé. Không phải là tre đâu. Lắp ghép carbon, khung cái là tre.
Ngày khung cái vẫn là tre lắp ghép carbon nhưng mà lại được khâu bằng bóng. Phải nói với anh em nó rất là căng. Con này thì chưa biết nó có lên hay không, mà cũng chưa biết cái giá của nó. Có khả năng sau khi mà Quỳnh nó lên con này xong thì mình sẽ quay con này cho các bạn xem. Đưa các bạn đi test con này nhá. Có khả năng test không, cầm mẹ về luôn. Mình test một phát thẳng về nhà mình luôn. Mình lấy mình chơi các bạn, sau đó bạn nào thích thì lại qua nhà Quỳnh, Quỳnh để lại cho nha anh em nhá. Bây giờ thì các bạn cùng đi với mình nào. Thôi cho ta lên TV để làm gì. Đây là bà của Quỳnh. Bà có mua con diều này không? Bà có bao nhiêu tiền? Con này 450, bà có mua không? Có mua. Có mua. Ừ. Bán luôn cho bà con đỡ phải cầm về. Ý về cho bà thả luôn. Phương cầy, đếm tiền. Ok, đi test với mình đây các bạn. Hôm nọ ta về ta mở được xem một lần, xong ta muốn xem lại, xong lại ghép cái đầu nữa làm thế nào. Xem lại bà phải gõ tên con. Thì chả gõ ba khói tivi gì nữa. Ừ, bà gõ độc ba sói không, nó già rồi. Già với gạ ba sói tivi luôn. Bà được, bà gõ ba sói hay bà gõ nhầm mình ma sói. Thôi, thôi đi về đây, nó về đây. Cái này mày quay hôm nào mới có à? Con á, tí nữa con đăng. Tí bà xem được luôn. Tí bà lên BB luôn. Bà có thích làm idol top top không? Đã đi test rồi. Từ từ. Đã lên không? Các bạn ơi. Bây giờ ôi từ 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 nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ test diều cho các bạn xem. Có khả năng mình phải bóc cái miếng dán này ra để mình dán rồi. Giờ mình sẽ test diều bằng quả lăm bông của mình nha các bạn nha. Cho các bạn xem. Từ từ nha. Đấy, bám vào đã. Nào, đi đây. Từ từ, con cày lái xe khét đấy. Ra gì hết khét đấy.
Nào, giá chỗ này. Ô, họ. Ok. Cầm cái rìu phải nói em. Con này phải mình lái nó mới chuẩn các bạn ạ. Con này phải mình lái nó mới chuẩn nhé. Phương cầy không có cầy không lái được. Vé đây à? Đứng được ở trên cái con rìu này mà để ai cho đứng được ở trên cái con xe này mà để mà thở rìu ấy, nó mới là cả một cái đẳng cấp các bạn ạ. Chứ còn lái thì nó vẫn bình thường, lái thì vẫn bình thường. Nghe không? Phương cầy dạo này khét rồi. Phương cầy dạo này nó khét lắm. Nó khét lắm các bạn ơi. Nhưng mà con này, con rìu phải nói với anh em thích thật, tả thích thật. Cái con xe bình thường mình đi xe máy ấy là phải đi nhanh nhanh một tí mới tả được. Đi cơ, mình đi bình thường mà mình đi từ từ mà. Con này mình đi nó cũng bình thường thôi. Mình không phải đi nhanh. Mà nó đã lên rồi, đại loại là kiểu như con xe của mình nó mạnh mạnh kiểu gì các bạn. Đó. Không, đây thì con xe mạnh thì con diều này nó cũng phải đẳng cấp đó, phẩm chất đó, phải không? Nó phải pro VIP cơ. Nhìn trông thế này thôi anh em ạ. Nó có khả năng là 4 lít rưỡi phải xem xét lại. Rẻ quá, mình phải bốc con này thôi. Dễ lên vãi đạn luôn. Đi cái chỗ gió bé mình giật nó còn lên mà. Ok các bạn ơi. Thì chủ yếu trong cái video này thì mình chỉ muốn review cái con diều này và bán đồ bạn Quỳnh thôi. Nó không có cái gì cả. Đại loại về cái đánh giá của mình là con này rất là dễ lên. Sáo kêu rất là hay và đèn rất là sáng. Anh em nào mà bốc được thì qua nhà Quỳnh để bốc con này luôn nhá các bạn nhá. Giá quá rẻ luôn, người ta gọi là ngon bổ rẻ đấy. À còn cái thứ hai là nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay, Phương cày lái xe chất, thì anh em có thể cho hai anh em mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ cho kênh. Mỗi anh em một like. Tức là thành hai like. Thứ hai lần. Ok các bạn cảm thấy video của mình